Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 con game Smarter. Player 1, choose. Cùng mình đi giành chiếc cúp này nhé. Mình sẽ phải vượt qua 7 đối thủ và không để thua. Nếu để thua thì sẽ kết thúc ngay các bạn. Headshot. Bullseye. Khá to. Chẳng giống một cái thùng rác vào người thôi. Đau khá là nào. Thì những cái thứ ở trong thùng rác nó sẽ rơi ra và gây sát thương. Nhưng mà ở khoảng cách gần nha các bạn, xa quá thì không được đâu. Ui, tí nữa trúng người mình luôn. Rồi rồi, đến tên mình nhé. Jim. Bullseye. Đối thủ cũng
đỡ được. Bây giờ sẽ cùng có những cái chiến thắng mà nó áp đảo luôn các bạn. Headshot. Bây giờ rất ít đối thủ có thể gây được sát thương đến mình. Brutality. Ôi anh chàng ném đĩa này có thể thực hiện những cái quả on shot này, có thể là ném một phát là đi luôn này, rất là mạnh. Chúng ta sẽ giành được chiếc cúp nha các bạn. Chúng ta đứng ở cái góc mà mình cảm thấy khá là dễ chịu. Bullseye. Pháo của mình ném luôn. Ôi nhá. Rồi lại luôn đấy. Headshot. Finish him. Con tướng cực kỳ mạnh và những cú ném quá chất lượng. Ôi nhiều đối thủ thế nhờ. Ok. Tiêu diệt đối thủ. Ai 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 ai. Đứng đây mình câu lên thôi. Tên này đang đi tiếp cận mình này. Xong luôn. Đừng có mơ mà tiếp cận mình. Mình tiêu diệt được 3 tên rồi đó. Thời gian còn tầm khoảng 1 phút 52 giây. Ôi
thời gian đang đến ngược và mình đang vẫn đang ở top đầu. Sao luôn. Lần này mình sẽ đi tiêu diệt nhiều đối thủ phết bằng cái máy sấy này. Và mình sẽ tìm đối thủ để tiêu diệt. Sấy anh em ơi. Sấy chú. Tôi chỉ cần một tên thôi. Đây rồi, Bezoka đây rồi. Truy tìm mình, tìm cái nơi có nhiều đối thủ hơn nhé. Một quả bắn Bezoka đấy thôi là thôi thanh toán được. Ôi đối thủ, ôi đối thủ định làm gì mày, định làm gì là tâm sàn. Quả này thì có một ối rồi ôi luôn. Ở đây nhiều người quá. Chạy cái. Xé một vài tên thôi. Xé một vài tên thôi. Đứng đầu đội hình này rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review những tựa game tiếp theo của video này. Mình sẽ chơi Coirus. Để cho màn hình nó cân đối một tí thì mình sẽ review game nha các bạn. Crazy Lab. Cái trò này là trò chơi khó đấy các bạn. Ủa vừa vào cái hàng rào ứ tu luôn. Quay ui đấy, làm sao để sang đường bên đấy nhở? Mình thử xem có cách khác không cậu. Bây giờ nó bị
hở ra đây là mình sẽ bị rơi xuống. Khó tay còn chưa nữa, còn không nhìn thấy mát luôn. Cảm giác mình mong manh thực sự các bạn. Ôi, quá tay, lỡ tay. Bồng bềnh, bập bênh. Ui. Chưa kìa. Trời này cũng phải phụ thuộc vào may mắn ở đây các bạn. Cái khúc đấy là mình đã xác định mất đi một đồng. Mình hơi xì lắm các bạn. Ồ. Ui, khó thế. May mà mình còn một đồng. Gì đây, ôi nó bật ra đây, nó không được bật sẵn sẵn thì chúng ta phải cảnh giác. Ý nó có hiện lên bất ngờ luôn ý. À, mất một đồng rồi. Cái này thì đơn giản vượt qua được. Chơi cái kiểu thật tình cờ và thật bất ngờ thì mình không thể đỡ được. Về đích rồi. Cái sao cầu nó phải liền như thế này chứ, lại cầu không liền vừa vào game cái nó cho mình ngộp luôn. Đấy là ok, lên qua được. Đừng gấp quá là được. Chẳng đi về đi luôn. Xem chương trình này cuốn phết các bạn nhỉ. Mất một đồng của tôi rồi. May mà vẫn thoát được. Ai, đừng để cong quá như thế, mình không đỡ được đâu bạn ơi. Ôi bạn ơi. Đá. Có thật sự luôn. Ôi, chơi kiểu thật tình cờ và thật bất ngờ nữa à. Ok, bây giờ thì mình sẽ review tựa game tiếp theo của video này. Mình sẽ chơi Subway Surfer nhé.
tăng dần lên.
Review tựa game tiếp theo sẽ chơi Chaos Master. Yeah. X4 và cộng 50. Lên 80 luôn. Phá được hòm là cái chắc chắn. Mình nhìn thấy cái tháp nó hơi cao, mình biết là phá được hòm. Phần thưởng tốt. Ôi cậu 40, không biết có hạ gục được cái tên boss này không đây. Ui may thế, hạ gục được các bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ review phiên sợ Alien chưa. Ôi chúng ta đi vào kho vàng. Cưa vào. Người ngoài hành tinh mà cũng đi cướp ngân hàng sao? Nhìn cái kiểu kính vạn hoa ấy.
đang đấu súng mà gặp người ngoài thì đi chạy hết tất cả, chạy mất cả dép luôn. Mình đừng chạy nhau nữa, cái người này hình sinh nó tăng hình đây này. Mất rồi. Súng hoành tráng đấy, mình không thích, mình thích súng laser hơn. Rất có thể đấy, mình biết ngay mà. Một trong những cây xương rồng này đã được người ngoài kia ngụy trang. Chính là tên dầu giả. Mình sẽ review tựa game cuối cùng của video này đi. Crown City. Tựa game này thì cần phải có internet. Mình sẽ bật internet để chiến cái game này nha các bạn. Vào game đi nào. Ôi mình xin nhẹ cái vương miện này. Xin nhẹ nhẹ cái vương miện đi bạn ơi. Con phố này sẽ thuộc quyền sở hữu của mình. Sẽ xây dựng đội quân thật hùng hậu. Tại thì mình vẫn đang là top 1, vẫn đang đội vương miện trên đầu. Tên màu tím này không biết ai đang đứng trước mặt đây sao, dám đến địa bàn của ta hả? À tên màu hồng à, vô tình chạy qua lại bị mình đuổi theo luôn, lại bị mình bắt luôn. À, chạy nhanh đấy.
đi truy đuổi các đối thủ không? Ái da, ái da. Màu hồng màu đen để càn quét hết luôn. Lại bị mình bắt luôn. Đây, 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 đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ồ, bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Double kill luôn. Ở đây không tên nào mạnh bằng mình cả. Tên này thì đang quẩn quanh đấy. Bật luôn, 86 người à? Có một tên đang hình thành và được mười mấy người này. 26, 27 rồi đây này. Quả này mình sẽ tạo cho bạn một bất ngờ. Úp luôn. Mình vô địch rồi các bạn ạ. Đã bắt được hết tất cả các đối thủ. Không để lọt đối thủ nào. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.